Chùa Diễn Nghiêm này ở 337-375 Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam nha. Chùa Diễn Nghiêm. Đang chùa Diễn Nghiêm này, bà con đó, chùa Diễn Nghiêm. Cái này là chùa Diễn Nghiêm nè. Là thành phố Hồ Chí Minh, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.